Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn và admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Declan Rice sẽ thay đổi mọi thứ tại Old Trafford. De Jong có thể thành cú lừa để MU ký bom tấn. Ten Hag và 4 thay đổi ở MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Declan Rice sẽ thay đổi mọi thứ tại Old Trafford. Mới đây nhất, tiền vệ người Anh đã từ chối việc ký vào một bản hợp đồng mới với West Ham. Trước đó thì các nguồn tin tại xứ sở sương mù đã xác nhận bố tạ muốn dùng mức lương 230.000 bảng trên một tuần để giao kèo Ray thêm 8 năm nữa. Đây được cho là một hành động kiên quyết rời đi của tiền vệ 23 tuổi. Và người vui nhất trước thông tin này là MU. Lý do là bởi hiện tại chỉ có một mình Quỷ Đỏ đang theo đuổi được Declan Rice sau khi West Ham hết giá cầu thủ của mình 150 triệu bảng Anh. Trong đó, Quỷ Đỏ đang săn lùng những cầu thủ có thể cải thiện chất lượng hàng tiền vệ. Họ sẽ chứng kiến Nemanja Matic, Juan Mata, Jesse Lingard và Pau Pogba ra đi vào cuối mùa giải. Dĩ nhiên, đây là vị trí mà tân huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag sẽ ưu tiên bổ sung. Như vậy, tân huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ phải mang về một vài bản hợp đồng mới để gia cố đội hình. Báo cáo nói rằng, việc chiêu mộ một tiền đạo, tiền vệ trung tâm và trung vệ đã được xác định là mục tiêu trọng tâm của Quỷ Đỏ trong kỳ chuyển nhượng. Với việc đơn thân độc mã trong cuộc đua tới chữ ký của cầu thủ 23 tuổi, MU đang rất tự tin sẽ sớm sở hữu được Declan Rice. Theo IFD Rep, Rice đã thực hiện được 1,47 cú tắc bóng mỗi 90 phút ở mùa giải này, song song với đó là 2,73 lần đánh trận, hoàn thành 6,97 đường truyền vào 1/3 sân đối phương, cùng với 7,30 đường truyền lũy tiến mỗi trận. De Jong có thể thành cú lừa để MU ký bom tấn. Man United thường tiến hành công việc mua sắm một cách bí mật và khi nói đến De Jong có vẻ như đây là thương vụ lãng phí thời gian. Có nhiều lý do để tin như vậy. Thứ nhất, phía Barcelona liên tục khẳng định cầu thủ 25 tuổi là tài sản quan trọng và họ không có ý định đẩy anh khỏi Nou Camp. Thứ hai, theo ký giả Romano, De Jong chỉ rời Barcelona để đến với một đội bóng có suất dự C1. Vì vậy, phải chăng Man United đang tạo cú lừa De Jong và đã có sẵn mục tiêu khác trong tay? Vậy, có lý do gì để nghĩ De Jong sẽ gia nhập Man United? Ngược lại, Quỷ Đỏ khả năng thực hiện một thương vụ khác. Trong những năm gần đây, Quỷ Đỏ thực hiện một số thương vụ khiến tất cả ngỡ ngàng. Đó có thể là Calvin Phillips từ Leeds United, Declan Rice từ West Ham hay thậm chí Ruben Neves từ Wolverhampton. De Jong có thể được quan tâm, nhưng thương vụ khả năng đó khó có xảy ra. Và rốt cuộc, Man United có những ý tưởng khác hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Ten Hag và 4 thay đổi ở MU, chạm 10 cái tên, vai trò mới của Maguire. Chiến lược gia người Hà Lan có rất nhiều việc phải làm để vực dậy Quỷ Đỏ mùa giải tới. Sau đây có thể là 4 thay đổi ông thực hiện ở sân Old Trafford. Đầu tiên, đẩy đi những cái tên không phù hợp. Vấn đề đầu tiên và lớn nhất mà Man United phải giải quyết là việc thay máu đội hình. Trong khi những cái tên như Paul Pogba, Jesse Lingard và Edinson Cavani đều chuẩn bị ra đi khi hết hợp đồng, Ten Hag chỉ đơn giản là phải quyết đoán hơn nữa. Sẽ không quá khi nói rằng Man United có thể bán tới 10 cầu thủ trong mùa hè này. Dan Jones, Eric Bailly và Anthony Martial là một trong số cầu thủ được liên hệ với việc rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thứ hai là việc về cần thời gian. Một sai lầm mà Man United hay mắc phải trong những năm qua là không cho huấn luyện viên của họ thời gian thích hợp để thực hiện một lộ trình rõ ràng về cách họ nên chơi bóng, xử lý các vụ chuyển nhượng trong thời gian dài. Với Ten Hag, điều này phải thay đổi. Ten Hag cần thời gian để thực hiện triết lý của mình và chắc chắn không thể mang lại thành công ngay lập tức. Man United cần kiên nhẫn. 3. Tầm nhìn dài hạn. Arsenal có kế hoạch chuyển nhượng hiệu quả và họ sắp trở lại với sân chơi Premier League. Arsenal đã nhắm đến những cầu thủ sẵn sàng làm việc cho Mikel Arteta bất kể họ có chơi mọi trận đấu hay không. Và với Man United, chính sách chuyển nhượng của họ trong mùa hè này cũng phải đi theo một con đường tương tự. Những bản hợp đồng tên tuổi là tuyệt vời, nhưng có ích gì khi họ quá tập trung vào bản thân hơn là cung cấp những gì Ten Hag muốn và những gì tốt nhất cho đội bóng. Để Quỷ Đỏ thành công, họ phải nhìn vào tập thể khi xét đến các bản hợp đồng của mùa hè, chứ không phải cá nhân. Thứ tư, vai trò mới cho Maguire. Harry Maguire không có phong độ tốt nhất và sau mùa hè này, việc bổ nhiệm đội trưởng mới có thể là một trong những quyết định thông minh mà Ten Hag đưa ra trong vài tháng đầu tiên tại Man United. Sức nặng với tấm băng đội trưởng gây áp lực cho Maguire. Vì vậy, Man United có thể chỉ là một cầu thủ tập trung vào màn trình diễn trên sân, điều đó tốt hơn nhiều. Rõ lý do Man United hủy lễ vinh danh cuối mùa.
Man United đã tổ chức sự kiện vinh danh vào cuối mùa trong hơn một thập kỷ vừa qua để tri ân những cầu thủ xuất sắc của câu lạc bộ ở cấp độ đội 1 và đội trẻ. Buổi tiệc được tổ chức tại Old Trafford thường ấn định vào hai tuần cuối cùng của mùa giải. Tuy nhiên, buổi lễ đó đã không diễn ra vào năm nay. Lý do là vì các ngôi sao MU cảm thấy xấu hổ vì đây là mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử ngoại hạng Anh của Quỷ Đỏ. Sau một chiến dịch ảm đạm, những cầu thủ được cho là đã cảm thấy gượng gạo khi tham dự buổi tiệc. Đó là lý do tại sao ban lãnh đạo MU đã không tổ chức dù bị gián đoạn 2 năm do Covid-19. Với 56 bàn thua phải nhận cho đến thời điểm hiện tại, đây cũng là mùa giải mà Quỷ Đỏ vào lưới nhận bóng nhiều nhất tại ngoại hạng Anh. Rõ ràng, cho dù bất kỳ cầu thủ nào được vinh danh, giải thưởng này hẳn cũng khiến họ cảm thấy kém vui hơn. Tống khứ 9 cầu thủ, MU dùng dình ngân sách mua sắm cho Ten Hag. Man United có rất nhiều việc phải làm trong mùa hè này với một cuộc cải tổ lớn cần thiết dưới thời tân huấn luyện viên Erik Ten Hag. Với những bản hợp đồng mới cần có ở hàng công, tiền vệ, trung vệ và hậu vệ cánh, 120 triệu bảng theo kế hoạch ban đầu là không đủ. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên người Hà Lan có thể nhận được ngân sách mua sắm gấp đôi trong mùa hè này. Điều đó có thể thông qua việc đẩy đi những nhân tố không còn phù hợp với đội bóng. Dan Henderson có thể giúp MU thu về 40 triệu bảng. Newcastle đang muốn chiêu mộ thủ thành này khi mà cơ hội ra sân ở Old Trafford ít dần. Henderson có lý do để chấp nhận ra đi. MU không ngần ngại bán lỗ Aaron Wan-Bissaka, theo BBC. Crystal Palace có kế hoạch đưa cầu thủ này trở lại. Từng tiêu tốn 50 triệu bảng cho thương vụ này, Quỷ Đỏ sẽ phải đồng ý mức giá rơi vào khoảng 20 triệu bảng. Tương tự, Anthony Martial có thể giúp Man United có được 15 triệu bảng. Tiền đạo này không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ten Hag. Martial thiếu khát khao chiến đấu và không phù hợp với triết lý của tân huấn luyện viên MU. Alex Telles, Eric Bailly và Ansel Dembele ở hàng thủ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi Ten Hag có ý định bổ sung một hậu vệ mới. Cả ba cầu thủ này đều có mức giá rơi vào khoảng 10 triệu bảng. MU đang đàm phán để bán đứt Arias Pereira cho Flamengo. Đội chủ sân Old Trafford vừa gia hạn hợp đồng với Tahith Chong để tránh trường hợp mất trắng. Dixon Bernat cũng không có chỗ đứng trong đội hình. Ba cầu thủ này có thể giúp MU có được thêm 15 triệu bảng. Đó là chưa kể đến trường hợp của Phil Jones. MU có thể xé hợp đồng của trung vệ này để giảm bớt quỹ lương. Đây là điều cần thiết khi Jones không có nhiều đóng góp cho đội bóng. Đã đến lúc cần một sự thay đổi lớn ở Old Trafford. Và với những cầu thủ như John Mata, Jesse Lingard, Paul Pogba, Lee Grant và Edison Cavani đều chuẩn bị ra đi dưới dạng tự do, Man United phải mang về những cái tên thay thế. 9 cầu thủ được liệt kê ở trên sẽ giúp ngân sách mua sắm của MU tăng thêm 120 triệu bảng. Đồng thời, họ sẽ có cơ hội chơi bóng tốt hơn ở môi trường khác, một kịch bản đôi bên cùng có lợi. Rõ tiêu chí lựa chọn nhân sự của Ten Hag ở MU. Mùa hè năm nay, Man United chắc chắn sẽ trải qua một kỳ chuyển nhượng đầy bận rộn dưới thời huấn luyện viên Erik Ten Hag. Ở thời điểm hiện tại, Ten Hag hiển nhiên đã có cho mình một vài mục tiêu trọng điểm và mới đây, ông cũng công khai tiết lộ về tiêu chí lựa chọn nhân sự của mình. Trao đổi với The Telegraph, chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ: "Tôi có thể nhìn thẳng vào mắt mọi cầu thủ, tôi luôn biết chắc chắn, tôi đã thực hiện tất cả các lựa chọn của mình mà không cảm thấy dây dứt. Với tôi, lợi ích của đội bóng luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi lựa chọn những cầu thủ phù hợp nhất để mang đến một màn trình diễn tốt, những cầu thủ giúp tôi có cơ hội chiến thắng cao nhất." Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.